Hi, xin chào tất cả các bác. Mình để view cho các bác xem một cái mẫu điều hòa Panasonic nhé. Panasonic đây, một dàn này là một dàn máy 9.000 các bác ạ. 9.000 VTU hiệu Bala. Đấy. Nói chung là giá bây giờ em bán cho các bác là giá yêu thương. Đấy. Giá yêu thương luôn. Các bác. Toàn là máy 9.000 thôi. Đấy, máy to thì nó không cần nhiều. Còn là máy 9 các bác nhá. Đấy, máy 9.000 VTU đây các bác này. Giá thì cực kỳ là hấp dẫn luôn. Ngon, bổ, rẻ. Đấy các bạn. Ngon, bổ, rẻ. Đây. Như trên này của em toàn view mặt lạnh không thôi. Vì cục nóng nó nhiều em ngại xếp. Đây cái máy là máy 9.000. Con này là 221CF các bạn. Đời 2011. Đấy là 2011. Con này là con Z222. Đời 2012. Đấy. Con này là con F222. Cũng đời 2012. Con này 221 2011, con này là 222 2012, với cả một con AX chức năng. Đấy, AX chức năng đời 21 2012 thì em đều có hàng dọn rồi có nhé. Đấy, máy này, con này có tính năng. Đấy, có tính năng như con máy 9.000 Panasonic mà dọn rồi ở gồm bát đựng điều khiển, thì bây giờ em bán cho các bác là cái giá là em bán cho các bác giá là 4.300.000 các bác. 4.300.000 gồm bát đựng điều khiển cùng đường nguồn thì 350.000 các bác nhé. Cùng đồng nguồn ai lấy thì 350.000. Đấy, cũng là giá buôn luôn. Đây các bạn. Đây là máy 9.000. Đây một dàn máy 9.000. Đời 2009 2014, nói chung là em bán đều giá như nhau. Đấy, có cái nào em bán như vậy các bạn. Đều là nó là máy 9.000. 9.000. Đều cái đời như vậy, đời từ 2015, 2016, 2017, 2018 đổ lên thì giá nó mới khác thôi. Còn thường thường thì giá đều như vậy các bác nhé. Nhá. Như máy 9 bây giờ em bán là giá chỉ có 4.300.000 các bác nhá. Giá 4.300.000. Đấy. Đây máy 9.000, như máy tính năng thì nó hơn 5 triệu. Tùy nó từ 5.500.000 đến 5.700.000. Đẹp hơn thì 5.700.000. Đẹp hơn một xíu thì 5.700.000, đắt khoảng 200.000 đó nhá. Giá cũng rất cực kỳ yêu thương. Đấy, cực kỳ yêu thương luôn. Giá hấp dẫn lắm. Nhưng cũng giá ok. Các bác. Một dàn máy 9.000 này. Nếu bác nhá, bác bảo nào lấy thì em bổ thợ dọn cho. Nhưng máy 9 này thì dọn ngày 1, ngày 2 là xong 5-7 con là bình thường các bác nhá. Sẽ có rất nhiều hàng cho các bác lựa chọn các bạn. Các bác chỉ cần nhấc máy alo, số điện thoại là 096 1819 122. Em sẽ điện thoại em tư vấn cho. Máy 9.000 thì tốt nhất chỉ nắp được khoảng 12m² đổ về đấy các bác nhá. Đây 10m², đấy chứ không nên nắp quá to. Quá to nó không mát, vì cái thằng Nhật thì nó chạy mức độ là yếu hơn. Nó inverter tích kim điện hai chiều nó chạy yếu hơn các bác nhá. Nên các bác phải dùng bình thường công suất thôi. Nhụ phòng 15m² thì phải chạy máy 12 thì là tốt nhất. Các bác, nhiều bác thì cứ bộ rẻ hơn thì nó không mát thì đôi lúc em lăn tăn. Nên các bác nên thường công suất ra một tí. Em sẽ ấy cho các bác nhá. Đây hôm nay em sẽ chuyển hết cái dàn 22 này về cho thợ bọn em này. Riêng dàn 22 này. Em để bên kho. Hôm nay chuyển về cho thợ làm mấy bọn 22 này nhé các bác nhé. 22 chức năng, 22 tính năng, 22 thường, đấy 22 CF, đấy 22 thường chỉ có 4.300.000 thôi nhá. Giá may là cực kỳ yêu thương luôn, 4.300.000. Các bác nào nhanh tay thì alo chưa nhá. Một tính năng đắt hơn khoảng 1 triệu hơn 1 triệu, 5.500.000, 5.600.000, 7 tùy đẹp xấu khác nhau các bác nhá. Bác cần inbox chưa? Đây các bác nhá. Đấy, cần inbox cho em hoặc điện thoại trực tiếp em, số điện thoại là 096 1519 122 để em tư vấn cho các bác. Còn rất nhiều mẫu điều hòa rẻ cho các bác. Đấy. Đấy các bác nhá. Rồi cảm ơn các bác.